Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage và website nhadathung.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video ngày hôm nay em Hùng sẽ gửi đến cô chú anh chị chúng ta một căn nhà phố ngang 5, độ dài 18m, thiết kế 1 trệt 3 lầu, hướng chính bắc, tọa lạc trên trục đường Phạm Văn Chiêu, thông ra trục đường Lê Văn Thọ, thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Một căn nhà đường thông, buôn bán, đường trước nhà khoảng tầm 6m nha mọi người. Một căn nhà có diện tích rất là rộng, ngang 5, độ dài lên tới 18m, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm theo mẫu kiến trúc hiện đại năm 2023. Và căn nhà này thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau, cũng là có sân sau rất là rộng nha quý vị. Nhà thiết kế theo mẫu kiến trúc hiện đại, quý vị nhìn mặt tiền này, nhìn rất là sang và nhiều cây xanh nha mọi người. Căn nhà thì được chủ nhà xây ở và tặng kèm full nội thất bên trong. Quý vị sẽ có một không gian thiết kế rất tuyệt vời cho một căn nhà phố ngang 5, rất là mát và cực kỳ xanh cũng như là đẹp nha quý vị. Căn nhà này thì có sân đậu xe hơi 5,5m này, quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Và bên trên thì trồng rất là nhiều cây xanh, khu vực sân này thì có ốp nhựa, ốp gạch trang trí và có trồng cây xanh xung quanh. Sân thì khá rộng, quý vị đậu được chiếc xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và đậu thêm được nhiều chiếc xe máy nữa. Bên trong khu vực gara xe hơi, chúng ta sẽ đến với không gian phòng tiếp khách và không gian phòng bếp cũng là khu vực sân sau. Thì ở đây có một cái bộ cửa nhôm Sinfa 4 cánh này. Cầu thang thì ép sát vào bên tường đi lên, do nhà mình ngang 5 nên là có lối kiến trúc thiết kế rất là rộng. Và ở đây thì quý vị sẽ có tủ giày dép, sofa, màn hình TV 65 inch, tủ kệ TV, có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ. Nhà ngang 5 chính chủ xe ở nên là làm với hai giếng trời, một giếng trời ở giữa nhà và một giếng trời bên hông kế bên cái bộ sofa này này. Nhà không gian khá là xanh mát nha quý vị, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế được chủ nhà để đây cho chúng ta xem luôn. Một bộ bản vẽ thiết kế rất là tuyệt, đẹp và sang trọng. Chúng ta đang thấy cái bản vẽ thiết kế được chủ nhà để ở đây này. Một căn nhà phố kiến trúc quá tuyệt vời đang được Huy Hùng chào bán trên hệ thống kênh YouTube Nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook Fanpage Nhà đất Huy Hùng bán nhà ở Vấp Tân Bình và quận 12. Và giá bán chủ nhà đang chào bán chỉ hơn 11 tỷ thôi nha quý vị. Quý chị cô chú quan tâm thì alo về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Khu vực không gian phía sau phòng khách sẽ là không gian phòng ăn với bàn ăn 6 ghế, tủ rượu, bên trên có đèn bông tuyết. Kế bên thì quý vị sẽ có không gian bếp với không gian thiết bếp thiết kế theo kiểu chữ L, có khu vực tủ lạnh, hai cửa Samsung, bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và có luôn một không gian cửa sổ ra khu vực sân sau của căn nhà. Đây là sân sau nha quý vị. Và sân sau thì chủ nhà có để thêm bộ bàn ghế gỗ này ở phía sân sau. Một sân sau với một cái giếng trời rất là rộng, lấy thoáng và lấy gió là toàn bộ không gian kiến trúc của căn nhà. Nhà ngang 5 nên là chủ nhà trừ cái giếng trời to phía sau này sẽ rất là mát cho quý vị ở trong cái căn nhà như thế này. Và giá bán thì chỉ hơn 11 tỷ để chúng ta sở hữu căn nhà ngang 5, độ dài 18m, hướng bắc, có cái đông một tí xíu nha quý vị. Phù hợp cho cô chú anh chị chúng ta thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch. Quý vị cô chú đang tìm nhà ngang 5 đường thông buôn bán, thiết kế đẹp, có sân đậu xe hơi riêng thì căn nhà ngày hôm nay em lên sóng cho quý vị phải nói là một sự lựa chọn tuyệt vời cho quý vị cô chú đang mê nhà đẹp, thích nhà ngang 5 rộng trên địa bàn quận Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là từ phía sau, Huy Hùng quay ra phía ngoài, chúng ta thấy không gian phòng bếp này, phòng ăn, phòng khách rồi sân đậu xe hơi đều rất là tuyệt vời. Nhà xây mới sổ hồng riêng, chính chủ xây ở có bản vẽ thiết kế và diện tích rất là rộng, ngang 5, độ dài lên tới 18m và có luôn cái gara xe hơi rộng cho quý vị đậu xe hơi 4-7 chỗ bên trong nhà nhé. Dưới tầng trệt thì quý vị cũng có một không gian phòng vệ sinh với lavabo rửa mặt, bồn cầu, vòi tắm hoa sen. Và khi mua thì toàn bộ nội thất như trong video em Hùng quay sẽ được gia chủ để lại cho quý vị chúng ta khi mua. Và chúng ta sẽ nhìn ra khu vực gara đổ xe hơi của căn nhà một lần nữa này.
Căn nhà này nằm trên trục đường thông tới 6m, thông từ đường Phạm Văn Chiêu ra đường Lê Văn Thọ và ra luôn đường Nguyễn Văn Khối luôn nha quý vị. Đường thông thoáng, thuận tiện ở mướn phòng ti và cho thuê. Di chuyển lên trên lầu thì quý vị sẽ đến với không gian kiến trúc thiết kế của các phòng ngủ. Nhà này thì chủ nhà thiết kế cho mình 4 phòng ngủ với đầy đủ nội thất tặng kèm. Quý vị sẽ đến với không gian phòng phía sau này. Phòng phía sau thì có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo đóng phun trần với hệ thống tủ áo, cửa kính, đầu giường có ốp nhựa trang trí. Kế bên có bàn trang điểm, có tủ kệ sách và có luôn một không gian thư giãn bên ngoài đây để chúng ta có thể hút thuốc hoặc nghe nhạc, ngồi đọc sách bên ngoài. Kế bên với giếng trời này. Đây là không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà, phòng ngủ phía sau. Phòng này rất là thông thoáng và có luôn phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh vẫn với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng ngủ số 2 này, số 1 này thì có cửa sổ ra khu vực cái giếng trời rộng phía sau căn nhà nên vô cùng thoáng. Và di chuyển ra phía trước, quý vị sẽ đến với hai không gian phòng ngủ phía trước, hai không gian phòng ngủ rất là lớn nhá. Phòng ngủ master luôn nha cô chú anh chị. Thì phòng này thì quý vị cũng có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, đèn quạt trần bên trên kết hợp với tủ kệ tivi, ban công bên ngoài 1m2 với cửa nhôm zinfa đi ra cực kỳ thoáng mát, có hệ thống lan can cao, cây xanh và có ghế nằm thư giãn đọc sách, có tủ áo đóng phun trần, bàn trang điểm, máy lạnh, quạt trần và có luôn không gian phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh có phòng ngủ số 2 này vẫn với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và tắm sen thuyền và gương soi đèn led. Và theo trên em Huy Hùng, quý vị sẽ cùng em di chuyển lên bên trên khu vực lầu 2. Quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Căn nhà này thì ngang 5, độ dài lên tới 18m và được xây mới 100%, chính chủ xây ở, có bản vẽ thiết kế, hồ sơ thiết kế đầy đủ. Và đặc biệt căn nhà chúng ta có 3 giếng trời. Quý vị sẽ có một giếng trời ở giữa bên hông cầu thang này, một giếng trời ở giữa và một giếng trời rất là rộng phía đằng sau. Và qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 này thì quý vị có luôn một cái bộ sofa bên trong phòng luôn và có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, tủ áo, ban công bên ngoài được phủ rất là nhiều cây xanh. Mà không nhà căn nhà không gian xanh mát quý vị ạ. Ngang 5m rất là đẹp. Đang tọa lạc trên một trục đường thông, khu dân cư hiện hữu, số Hồng Riêng, quý vị có thể vay ngân hàng lên tới 60 đến 80% giá trị căn nhà khi mua. Và giá bán chủ nhà đang chào bán là 11 tỷ 800 triệu đồng và còn thương lượng thêm. Quý vị cô chú quan tâm alo ngay về cho Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình nhé. Không gian phòng này thì có luôn không gian phòng thay đồ riêng quý vị và có phòng vệ sinh trong này. Phòng vệ sinh ở đây vẫn có bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm sen thuyền và gương soi đèn led. Và bên đây chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 4 nhé. Một căn nhà quá đẹp, chính chủ xây ở, có luôn bản vẽ thiết kế và hồ sơ thiết kế cho quý vị chúng ta đến tham quan và đến xem, cũng như là chúng ta có thể mua ở, mua đầu tư sinh lời, mua cho thuê, mua nghỉ dưỡng đều tuyệt vời. Phòng gian phòng ngủ số 4 đây cũng rất là thoáng. Phòng ngủ phía sau thì có cái giếng trời cực bự nên là kiến trúc của căn nhà chúng ta sẽ rất là thoáng mát và không khí lưu thông rất là tốt cho sức khỏe của gia chủ cũng như là cho công việc làm ăn của quý vị nhé. Ngang 5 thì rất là rộng nên là chúng ta bố trí kiến trúc bên trong căn nhà cũng khá là tuyệt vời. Và nhà thì đầy đủ công năng và chủ nhà sẽ để lại toàn bộ nội thất như trong video em quay cho quý vị chúng ta đến mua và sở hữu. Và giá bán thì còn thương lượng mạnh nên quý vị cô chú quan tâm thì cứ đến xem, gặp chủ nhà để thương lượng giá cả, xem sổ hoàn công, xem mặt vẽ thiết kế và chúng ta cảm thấy phù hợp với túi tiền, nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy alo về cho em để có giá tốt nhá. Giá bán là 11 tỷ 800 triệu đồng và còn thương lượng thêm cho quý vị cô chú thiện chí mua nhanh. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian sân sau để phơi đồ và giặt đồ này. Khu vực sân sau thì có dàn phơi thông minh, có ốp gạch lên cao phun tường, có cầu thang leo lên trên mái và bên trên thì chủ nhà có lập mái tôn chống nóng và có không gian để máy giặt rất là rộng ở đây. Chúng ta giặt đồ phơi đồ ở đây thì phải nói là tuyệt vời nhá. Và bên ngoài đây thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ rất là rộng ở phía trước. Không gian phòng thờ này thì chủ nhà có lợp mái chống nóng này, có luôn một không gian xích đu ở trên này. Và ở đây thì quý vị sẽ có một cái không gian phòng thờ cực kỳ rộng, chúng ta có thể làm phòng thờ, phòng tập gym. Và ngoài đây là không gian sân thượng trước nho nhỏ với hệ thống cây xanh và lan can cao được chủ nhà trồng và chăm sóc rất là kỹ. Và giá bán là 11 tỷ 800 triệu đồng cho căn nhà ngang 5, độ dài 18m, hướng chính bắc, tọa lạc trên trục đường
Phạm Văn Chiêu thông ra trục đường Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, cách công viên Làng Hoa 500m và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 30 phút đi xe máy. Cách sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi. Quý vị có chú quan tâm alo cho Hùng để đến xem và sử dụng ngay. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.